Ok. Bây giờ thì Kevin đang ở cái Eon Mall số 3. Ok, cái này là số 3, cái này mới nhất vừa xây xong ở một cái thành phố gọi là khu cũng ở trong thủ đô Phnom Penh nhưng mà nó nằm ở cái khu mới đó. Đó. Thì hồi trước cái khu này thì Kevin cũng đã nói luôn rồi đó, thì hồi trước là một cái hồ lớn luôn. Bây giờ người ta lấp hết cái hồ thành một cái khu đất mới hoàn toàn. Ở bên Cambodia là không có thiếu một cái hiệu nào hết á. Tất cả các hiệu về thức ăn, về đồ dùng tiêu dùng hay là quần áo, tất cả các brand sẽ có hết. Starbucks Coffee là đầy đường luôn. Starbucks là vô tư, nói chung là ngõ nào cũng có. Rồi chưa kể các thương hiệu của local đó rất, rất là nhiều luôn. Đó. Đây. Starbucks. Thấy không? Thương hiệu Coach. Wow, cái mall này nó đẹp nha. Michael Kors, Hugo Boss. Thì cái mall này rất là lớn luôn, có 2 tầng, 3 tầng chứ. Đó. Ở đây là cái siêu thị. Siêu thị thì có food court, có tất cả hết. Trời ơi, đã không? Trời ơi. Gọi gì? Sour fruit buffet. Buffet mà những cái đồ ăn chua đó. Đây nè. Trời ơi, chảy nước miếng luôn á nha. Me. À, cái trái gì vậy thì mình không biết. Trái châm ruột hả? À, trái cóc, trời, nước miếng cứ chảy tuôn luôn á. Trái cà na hả? Xoài. Xoài xanh. Rồi cái trái, cái gì bên đây nổi tiếng nhiều lắm nè. Trời ơi má ơi, con chảy nước miếng không? Nước miếng lòng thòng luôn nè. Wow. Đã thiệt. Okay. Make an ice cream. Nó làm cái lặp lại rất nice meme. Đông rồi. Đông rồi, làm cho đều ra đó. Đây là như là passion fruit.
passion fruit là chanh dây. Hi, Richard. Hi. How are you? Cool. Having ice cream? What kind? Mango and passion fruit. Mango and passion fruit. Là chanh dây với lại xoài. You happy? How's Cambodia? Good. Vietnam is next. Wow. All right, đây là của Richard đúng không? Sẽ làm kem. Rồi của William đâu? William got it here too, but we're running hết rồi. Right, William, you happy? How is Cambodia? Thumb up, thumb down, huh? Show me. Okay. Taste it. Yeah. Let's try. Vietnam is next. Cambodia, then Vietnam is next. Trời ơi, Kevin chưa bao giờ mà thấy ATM mà nó nhiều như vậy luôn á. Coi nè. There's a lot of ATM. Coi nè, quá trời ATM luôn. Campuchia giàu nha, tiền mặt không nha, rút thoải mái luôn. There's a lot of ATM. Wow. À, chưa bao giờ mà thấy nhiều ATM một lúc là như vậy luôn á, tất cả các bank luôn. Holy macaroni. Ok, vô tình Calvin đi ngang á ở cái chỗ này nè, thì Calvin thấy để cái bạn sake tasting là thử cái rượu sake của Nhật á, là có $1 thôi cho thử ba cái cup đó. Đã không? Đây, quá chừng loại sake luôn. Đi vào thử. Okay. Let's try it out. Yeah, đây. Đây, đi vào thử sake. This is sake. Hi, how are you? All kind of sake here, huh? So it's tasting? Okay. Sake tasting 3 cup. Yeah. Was that? Yeah, I'll do it, yeah. Let's do it. Richard, you want one? No. Richard. You want one? No, just kidding. Have a seat. Have a seat. Alright, yeah, there. Richard, want tea? You want tea? Yes. What type? Green one. Can he have a tea for him? Yeah. Đây, thì bây giờ Kevin sẽ thử rượu sake. Ba tasting, ba cái cup á, có $1 thôi. Ai mà nghiện rượu lên đi trả $1 cứ uống ba cup vậy là ok. Ok, sake. Đây, ba cái chuông sake cho $1. Mập ơi mập. Wow, it's good. Ok, thử đây. Ok. À, cái cup sake này nè. Thơm nha. It's really good. It's not good. This one. Yeah. Okay. Okay. Wow, thơm nha.
That's good. Okay, ly thứ hai. Cái này thì nếp này. Giống là cái cơm mà nếp thang á, cái rượu nếp đến nếp thang mình thì nó có cái vị như vậy đó. Cái đầu tiên thì ngon hơn, cái đầu tiên này ngon nè. Rồi, cái cuối cùng. Wow. Cái này nặng. Cái này nặng khủng khiếp luôn. Just strong. That one. Yeah. Cái này nặng. Uống sake xong á, cái bụng mình nó ấm luôn á. Mấy bữa nay là hôm qua, ngày hôm qua là Kevin giống như là bị sốt vậy đó, kiểu là khí hậu mình vừa từ Mỹ mình về, xong rồi bắt đầu đều nắng ở bên đây nó khí hậu nóng quá rồi đi ngoài nắng này kia, về cái nó độ cơn sốt lên, và cộng thêm là Kevin nhổ hai cái nhổ cái răng khôn á, đó. Là không biết sao gọi răng khôn, nó răng là răng ngu mới đúng luôn á. Thì bữa nay nó khỏe lại rồi, ngủ một giấc thuốc vào xong rồi nó khỏe lại rồi, chứ đi hình như là bị say nắng hay bị giống là bị sốc nắng vậy đó. That was good. Cái thứ nhất là ngon nhất. Vui nha. Vui lắm luôn á, tự nhiên uống rượu mà chả có một đô thôi, uống rượu sake của Nhật mà chả có một đô thôi, ok luôn. Biết chỗ rồi, lần sau mà thèm sake đến đây chả một đô, uống ba loại sake. Bây giờ rất là chill luôn á. Ok, giờ tính tiền. 4.000 so Khmer. 4.000, ok. Khmer là một đô đó là 4.000 Khmer. Okay. 4.000 Khmer. Khmer là tiền Khmer nè. Đó, 4.000, 1, 2, 3, 4, 4.000 Khmer. Thank you very much. Rồi. Đây, tờ này tờ 5.000. Tờ 5.000 nè. 5.000 là cỡ một đô mấy. Bo cho cậu. Rất là dễ thương luôn. Cậu hiền lắm. Nói chung là người Khmer rất là hiền nha. Anh chị rất là hiền luôn. Bo cậu nè. It's for you. Okay. Thank you. Tiền cho nhiều hơn tiền uống. Đây, 3 ly. 3 ly đã xong. You're really nice. What's your name? Pravin, yeah. You're really nice. Cười dễ thương lắm luôn á. Okay, he's nice. Cười dễ thương lắm luôn á. Okay, thank you. We'll see you next time. Yeah, take care. Dance. Competition. Dance. Mop, your turn. Dance. I'm dancing. Break dance. William, break dance. Walk your way. Ok guys, bây giờ lúc nãy thì Kevin ở Eon 3, Eon 3, bây giờ là sẽ qua Eon 1. Đấy, Eon 1 thì Kevin thích hơn, tại vì nó ngay ở giữa trung tâm luôn.
lại là gần cái nơi mà Kevin ở đó. Rồi ở đây thì cái rạp phim rất là thích, Kevin rất là thích luôn. Bây giờ là đi xem phim, hôm nay có cái phim mới của Mỹ ra là Bad Boy. Rồi đã chưa? Không. Quán nè, đã không? Wow. Đây. Cơm gà, thấy không? Đã không? Làm sẵn hết luôn á. Đó. Cơm gà rồi trứng rồi đủ loại hết. Rất là tiện lợi luôn nha. Cơm không cũng có nữa kìa. Cơm trắng. Đây là hủ tiếu nè. Mì xào đậu biển. Wow. Đó. Wow, it's good. Cái này gọi là cái gì ta, đâm đâm của Thái á nè. Đó. gọi Thái hả, đúng rồi, nó đâm 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 á, bắt chanh vô gọi đu đủ. Xăm tầm, đúng rồi, cái này xăm tầm. Đó, đã không? Còn bên đây là hủ tiếu. Ồ, có súp gà đen hay sao? Nó cái đó là cút. Đây là... Wow, súp đủ loại hủ tiếu kìa. Đã không? Wow, it's good. Đây nè. Wow, đoàn quá chừng đoàn luôn. Ok. Đủ loại hết. Nói chung đã không? Rồi xong rồi, ở đây mình muốn uống nước cái gì cũng có hết á. Ở đây tiện lợi con cái là khi mà mình thích uống nước ép á, trái cây á, nó ép tại chỗ cho mình luôn. Wow. Đồ ăn món mình tự chọn nè. Thịt kho trứng. Cơm chiên, mì xào các loại. Các loại nước sauce nữa. Wow. Ăn đã không? Man, food, lots of food. Đó, bánh. Đã không? Rồi các loại bánh nè. Đó, tiệm bánh thích ăn cái gì cũng có hết các loại bánh luôn. Đó là... Đó. Wow. Cái siêu thị nè. Đó. Đủ loại hết. Ok, let's go up there. Okay. No. Đó, cần phải đi một phòng cho sơ sơ để cho mọi người xem nha. Nói chung là bên này, bên Cambodia, mình nếu mình chưa đi thì mình cứ nghĩ là Cambodia là một cái đất nước rất là nghèo mà rồi xong rồi không có cái gì hết hay thế này kia, nhưng mà thật sự mà khi mà đến bên đây hiện tại thời điểm này nè, phát triển rất là tốt luôn, phát triển mạnh lắm và nó tiện nghi, nó có tất cả
có tất cả luôn, không có cái thiếu một cái gì ở bên đây hết. Kevin bất ngờ luôn mà. Cái Aeon nào thì cũng cái food court của nó cũng là lớn khủng khiếp luôn, mà đồ ăn thì muôn ngàn loại đồ ăn ở đây. Đặc biệt ở đây á có một cái quán Thái rất là ngon luôn nha. Kevin ăn Kevin thử một lần bữa, Kevin thử một lần mà Kevin ăn nhanh mà Kevin không có kịp quay đó, rất là ngon luôn. Có thể là một chút xíu có thể là Kevin sẽ ăn cái quán Thái ở đây rồi cho mọi người xem. Phải nói là cái rất là ngon luôn cái quán Thái đây đó. Ok, tiếp tục đi đến cái rạp phim, đồ ăn là không thiếu nha. Come back later. Đây. Đồ ăn là không thiếu luôn á. Ở đây cái quán Thái này nè cũng ngon lắm nè. Cái quán này thì nó bán về noodle, bún đây ngon lắm. Nhưng mà cái quán Thái mà Kevin thích là nó nằm về phía bên kia. Cafe Amazon, Thai restaurant đó, hình như là cái quán này không ta? Is this the one I like? Đúng rồi. Ở đây là SP nè, S&P đúng rồi, quán này nè. Đây, nếu mà ai mà có đến Campuchia ghé cái quán này nè, ngon nha, rất là ngon luôn á, đồ ăn Thái á. Rồi giờ mình là đây không, đủ loại đồ ăn luôn, trà sữa tất cả, cái gì cũng có đó. Không có lo là chết đói ở bên đây nha. Chỉ sợ không có xin thôi. Oh my god, quá trời đồ ăn luôn. Chỉ lo là mình không có xin thôi, chứ thật ra là không thiếu một cái gì ở bên Campuchia này cả. Thiếu một cái là thiếu xin. KFC, muốn ăn đồ Mỹ gì cũng có đó. Burger King, McDonald's. Đây, KFC, thấy không? Có pizza. Đấy. Game. Burger King. Dairy Queen. Rồi, bây giờ đi vào Major Cineplex. Burger King, Dairy Queen. Rồi, hiện tại bây giờ mình ở trong rạp phim. Wow, cái rạp phim ở bên đây nó đẹp nha. Đó, cái rạp phim đẹp không? Có VIP lounge luôn kìa. Đây là mình có thể mình mua vé VIP, dạng VIP á. Ok, đây thì hôm nay sẽ coi cái phim Bad Boy. Kevin đã mua vé, phim Bad Boy VIP để thử cái VIP coi có nó khác nha, nó có cái gì không. Wow, ở bên đây đặc biệt nha. Kevin ở bên Mỹ là đi cái rạp phim bên Mỹ nó chỉ có là một cái loại vé là IMAX, theater IMAX, đi là một cái màn hình lớn IMAX đó. Cái loại, còn bên đây nó có mấy loại luôn, ba loại, loại thường nè, loại 4D nè. 4D là giống như mình ngồi mình ngồi cái rung hoặc là có gió thổi rồi cái này kia đó. Hồi trước Kevin có coi cái một cái phim hành động mà trong 4D á, là nó có rung rồi gió rồi đủ loại uống éo, thì cái đó là 4D. Còn cái VIP này nó là cái đặc biệt nữa. Bây giờ thì sẽ vào cái VIP lounge ở đây uống nước đợi chị thầy Giang. Hello, how are you? Wonderful. Can I order a drink here? Yeah.
Và bây giờ thì Kevin đã vào trong VIP room nha. Cái VIP section này là dành riêng cho khách VIP. Nếu mà mình mua vé, cái dòng vé VIP thì ở trong đây nó có shop rượu thôi. Rượu whisky, rồi rượu vang trắng, vang đỏ. Đó. Lạ nha, cái này lạ nè. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Kevin, nói thẳng là như vậy luôn, là Kevin đi xem phim mà rạp phim nó có cái lounge của VIP hoặc là cái dòng vé, vé coi phim, vé VIP. Đây, xung đây là quang cảnh của VIP là đây. Đây, rượu trắng. And then oh man, she's really nice. Thank you very much. Đây, rượu trắng và người ta serve mình là rượu trắng và oh man. We're the only one in this VIP lounge. Yes. Lamb ramen. Can you have an almond? Yes. And they would you like an almond too? No? No almond? Bye. Oh cheer. This is for you, little boy. Thank you. What you say? Okon. Okon. Thank you. It's not even the movie we're watching. Yeah, but it's just a cup, so it doesn't matter. Mm-hmm. Okay. Wow. Surf got hot dog in there. What are you doing? What is he doing? Ready, run, run, get your back, butt, stop, you and let it down in it, money, money, run. Guy. Thank you. You know where it's going? Do you listen to him? What room are we going to? What? 12. Are we going up there? Upstairs. Come up. 1248. The room 48 upstairs. 48, okay. Yeah. Thank you. I asked you, you said no, you don't know. Okay. Bây giờ đi lên xem phim. Alright everyone, bây giờ Kevin vào xem phim, bây giờ đi lên. Nãy giờ ngồi trong phòng lounge, cái VIP lounge, ngồi đợi đến giờ đó. Bây giờ Kevin vào. Alright,